Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế, nghĩa lý sâu xa, ai có thể tin hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào từ lâu đã tu sáu pháp ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu, thì đại Bồ Tát ấy có thể tin hiểu bát nhã ba la mật đa sâu xa này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy nên biết đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt sắc, chẳng tư duy phân biệt thọ tưởng hành thức, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc, chẳng tư duy phân biệt tướng của thọ tưởng hành thức, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc, chẳng tư duy phân biệt tánh của thọ tưởng hành thức, là vì sao? Vì sắc, cho đến thức, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhãn xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc xứ, chẳng tư duy phân biệt tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, là vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt nhãn giới, chẳng tư duy phân biệt sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tướng của nhãn giới, chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy phân biệt tánh của nhãn giới. Chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, như vậy nên biết đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.